Tiếp ha. Bây giờ mình sẽ nói tới một cái bé mà kiểu mình nghĩ là nó cũng dễ thương đi, tại vì cái bộ phim hoạt hình này là tôi biết rồi ấy, bộ phim hoạt hình này là tôi biết, nhưng mà có điều là cái tình tiết hài của nó nhiều quá nên là tôi cũng ít ít có coi lắm, kiểu như là coi cho vui vài tập thôi chứ không có coi hết. Tôi thì tôi khoái ra tên chị ghi chứ tôi không có khoái nhiều xin cậu bé Phúc Trì, nhưng mà kiếp nạn vẫn tới nha. Bé nó hỏi tôi chứ, chị ơi chừng nào xin mới lớn chị, nó y chang với cái câu hỏi của thằng cu Nam luôn, nó không khác cái gì chỉ có đổi tên, với lại là hình như là xin là học lớp mấy á, tôi không nhớ nổi xin học lớp mấy á, nên là hình như nó cũng không nhớ luôn hay sao, nó là chừng nào xin lớn thôi, tại vì xin nó quậy lắm, nó báo lắm nên là hỏi chừng nào xin lớn. Lẽ giờ tôi trả lời chứ em ơi, chừng nào xin nó dậy thì á thì lúc đó nó lớn nha, chứ bây giờ mà hỏi chừng nào nó lớn là không biết đường trả lời. Tới bịch ớt, bịch này là bịch cuối cùng mà, cái này là ớt ghim á, bỏ vô cho nó cay cay, ăn vô cái mỏ giật 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 chứ. Nhưng mà không thiếu cái bịch này là không được nha, cái này là cái kiểu như là cái gia vị quan trọng. Đó, giờ đổ vô một cái là ăn vô một cái là nước mắt nước mũi gì ra được, mà nó ngon, không có cái này là không có được, không có cái này là kiểu như là nó thiếu thiếu sao quá. Hỏi tôi cái câu mà xin á, xin là bao nhiêu tuổi, ủa lộn, xin chừng nào xin lớn á thì ok đi, thì tôi cũng chấp nhận, tôi gán tôi trả lời. Nhưng mà một hồi nó hỏi một cái câu rất đúng chuyên môn, nó hỏi chị ơi chị có hay coi phim hoạt hình không đó, nó bắt đầu vô vô được khúc rồi nha, xong nó hỏi câu thứ hai, cái này mới chấn động nè, chị có coi Doraemon không chị? Khóa liền khúc đó là kiểu chà, cuối cùng thì ngày này cũng tới, dù sao đi nữa một cái câu hỏi mà nó khó khăn đến mức nào thì kiểu như mình coi cái phim nó rồi á, mình cũng theo dõi từ tập ngắn tới tập dài luôn, thì mình cũng sẽ cố gắng mình trả lời được, nó cũng quăng miếng nó cũng mượt mà hơn, rồi kiểu như là cái buổi live stream nó sẽ vui hơn. Cái này hỏi tôi chứ, chị ơi chừng nào Nobita nó lên lớp 5 vậy chị? Tôi coi từ hồi lúc mà tôi còn nhỏ xíu. Tắt cái rồi đừng vô, hãy nói được không? Chắc không sao đâu. Chứ giờ không nói cũng phải cắt hà. Để biết sao không? Thả cắt vô tay rồi đấy. Không có đâu. Rồi nói tiếp nè. Nghĩ sao mà nó hỏi tôi vậy, xong cái tôi kiểu thì chừng nào mà học bớt có chứng dị ung lại rồi đó thì lúc đó chắc lên được lớp, lên được lớp 6 6 năm gì đó. Cái nó không, em thấy là học hoài có một lớp à, tao nói ủa vậy chứ, giờ tao nói thiệt chứ coi cái bộ phim đó là tập dài tập ngắn có đủ luôn nha, tập dài tập ngắn là có đủ luôn mà không thấy lên lớp. Mà bây giờ là tôi là lúc mà tôi còn nhỏ là tôi học cấp 1 luôn. Bây giờ là tôi là học xong cấp 3 ra trường đại học tôi vẫn còn coi. Ra nhiều tập dài nữa rồi mà bây giờ Doraemon nó vẫn như vậy, nó vẫn ở đó với Nobita và Nobita chưa lên lớp. Bây giờ nó hỏi tôi một câu vậy tôi không biết đường. Sẽ cho hai trái tắc vô cho nó chua chua, với lại trộn bánh tráng nó dễ hơn. Đấy. Xong cuối cùng tôi quyết định trả lời cho em nó. Em ơi, chị nói thiệt với em chứ, chừng nào mà thằng Nobita nó nghỉ báo Doraemon, nên đừng có nói cái câu thoại mà Doraemon ơi cứu tới giới. Đó là cái khúc đó là thành công. Cái khúc đó là chắc chắn một điều là tác giả sẽ cho Nobita lên lớp, với lại ít
bài kiểm tra không điểm hơn. Chứ bây giờ ngày nào cũng báo hết trơn á mà đòi lên lớp. Mắc lên lớp dữ rồi. Trời ơi là trời. Tôi nặng chết tắt mà tôi dùng hết sức bình sinh tôi luôn thấy ghê không? Rồi người ta cũng là con gái mà người ta cũng phải yếu đuối chứ. Nặng chết tắt thấy mệt quá. Cái gì? Mấy nay coi trên mạng gì? Công chúa mệt quá. Trời ơi trời, tôi nghe tôi muốn kiểu như là mệt thì ai không mệt. Nhưng mà có cái là cái tiếng như vậy là như thế nào? Tôi cũng muốn bắt chước làm theo để làm công chúa rồi này kia mà sao nó lạ quá trời. Giờ tới cái khúc mà quan trọng nè. Khúc này là cái khúc ăn tiền nè. Không, bậy, cái này không có tiền. Khúc này là cái khúc ăn được bánh bát tráng hay không nè.